thì hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đã là F0 thì nên nắm rõ một số nguyên tắc để chỉ định cho bạn. Nếu được chỉ định thì cần là một, phát hiện các dấu hiệu ung thư sớm và chỉ định chẩn đoán, có thể điều trị các chuyên gia khuyến cáo và có thể chẩn đoán được ung thư dễ dàng và không triệu chứng sớm. Thank you.